Xin chào tất cả mọi người. Như mọi người đã biết, bệnh lý thoái hóa khớp là một bệnh lý mà chúng ta không thể tránh khỏi. Và các phương pháp điều trị bệnh lý thoái hóa khớp hiện nay sẽ có tác dụng là giúp cho chúng ta là giảm đi những triệu chứng khó chịu của bệnh, đồng thời là giúp cho chúng ta là làm chậm diễn tiến của bệnh lý thoái hóa khớp. Vậy thì có những biện pháp điều trị như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu với bác sĩ Trí nhé. Đầu tiên đó là một số biện pháp giúp chúng ta là giảm đau nhưng chúng ta không cần phải dùng thuốc. Đầu tiên phải kể đến đó chính là biện pháp chúng ta chườm. Đây là một biện pháp mà chúng ta có thể là áp dụng ngay tại nhà. Rất phổ biến đó chính là chườm nóng và chườm lạnh. Có một nguyên tắc khi mà chúng ta chườm tại nhà đó là khi mà khớp của chúng ta đang trong tình trạng viêm cấp tính như là có dấu hiệu sưng, nóng, đỏ, đau nhiều thì trong trường hợp này chúng ta sẽ chườm lạnh. Chườm lạnh sẽ giúp cho chúng ta là khu trú được những cái ổ viêm và giúp cho chúng ta là giảm đau khớp. Và trong trường hợp này khi mà khớp đang viêm cấp tính thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ không chườm nóng và chúng ta sẽ không dùng các loại thuốc hay là các loại dầu gió có tính chất nóng để mà thoa lên khớp. Khi mà khớp chúng ta không phải trong giai đoạn viêm cấp tính mà nó đang ở trong giai đoạn đau mạn tính thì lúc này chúng ta sẽ ưu tiên việc chườm nóng. Chườm nóng sẽ giúp cho chúng ta là thư giãn được các gân cơ, đồng thời là tăng lượng máu nuôi đến các khớp. Biện pháp giảm đau thứ hai đó chính là các phương pháp vật lý trị liệu. Các phương pháp vật lý trị liệu bao gồm là các bài tập hoặc là sử dụng các thiết bị hỗ trợ thì cũng giúp cho chúng ta là giảm được các cơn đau khớp. Bên cạnh đó thì cũng cải thiện được sức mạnh cơ bắp, khôi phục biên độ vận động và hạn chế chấn thương trong tương lai. Tuy nhiên đối với các phương pháp vật lý trị liệu thì chúng ta phải kiên trì tập luyện thì nó mới mang lại hiệu quả. Nhóm biện pháp số 2 là dùng các thuốc chống viêm và giảm đau. Có rất là nhiều nhóm thuốc chống viêm, giảm đau và đầu tiên chúng ta có thể kể đến đó chính là thuốc giảm đau thông thường paracetamol. Đây là thuốc giảm đau thường được lựa chọn đầu tiên, tuy nhiên là tác dụng giảm đau của nó lại không quá mạnh trên khớp gối. Nhóm thuốc số 2 đó là các thuốc kháng viêm nonsteroid. Đây là một trong những loại thuốc giảm đau sẽ có tác dụng mạnh mẽ trên khớp gối và giúp cho chúng ta là giảm những cơn đau hiệu quả hơn. Những loại thuốc mà chúng ta thường gặp như là Voltaren, Meloxicam hay là Ibuprofen. Có một điều lưu ý khi mà chúng ta sử dụng các nhóm thuốc kháng viêm giảm đau không steroid này, đó chính là các loại thuốc này sẽ có tác dụng hiệu quả khi mà chúng ta sử dụng dưới 14 ngày. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng trong một cái thời gian mà nó kéo dài quá thì nguy cơ chúng ta sẽ bị những cái tác dụng phụ của thuốc. Các loại thuốc này có thể là gây tổn thương lên dạ dày, lên gan, lên thận và thậm chí là lên quả tim của chúng ta. Nhóm thuốc chống viêm giảm đau số 3 đó chính là corticoid. Đây cũng là một loại thuốc phổ biến. Corticoid thì sẽ có tác dụng là chống viêm và giảm đau nhanh. Tuy nhiên bên cạnh đó thì nó cũng có rất nhiều tác dụng phụ. Bên cạnh các tác dụng phụ liên quan đến dạ dày, đến gan, đến thận thì nó sẽ còn có tác dụng phụ liên quan đến rối loạn chuyển hóa cả cơ thể. Khi mà chúng ta sử dụng các loại thuốc chống viêm giảm đau kể trên thì chúng ta lưu ý là chúng ta phải dùng theo đơn của bác sĩ. Ngoài ra thì có một số loại thuốc giúp chúng ta là cải thiện được triệu chứng chúng ta sử dụng bằng đường uống và nó an toàn hơn, có thể kể đến như là glucosamine sulfate hoặc là chondroitin sulfate. Bên cạnh các loại thuốc chống viêm giảm đau bằng đường uống thì chúng ta có thêm một số loại thuốc có thể là chúng ta tiêm vào trong khớp. Và cái đầu tiên rất là phổ biến có thể kể đến đó chính là thành phần corticoid. Có một điều đặc biệt là nếu mà chúng ta sử dụng cái nhóm thuốc này chúng ta tiêm vào khớp á, thì cái tác dụng của nó diễn ra rất là nhanh và rất là hiệu quả. Tuy nhiên mọi người cần phải hiểu là khi mà chúng ta tiêm corticoid vào trong khớp thì nó chỉ là biện pháp giảm triệu chứng thôi. Và khuyến cáo là chúng ta không nên sử dụng corticoid mà tiêm quá 3 lần một năm. Và chúng ta phải lưu ý là khi mà chúng ta tiêm corticoid vào trong khớp thì nó cũng có nhiều tác dụng phụ có thể là xảy ra. Nó có thể làm tăng nguy cơ bị tổn thương xùn khớp và từ đó dẫn đến tình trạng thoái hóa khớp diễn ra nặng hơn. Một loại thuốc tiêm vào khớp nữa rất phổ biến đó chính là acid hyaluronic, hay còn gọi là HA hay mọi người còn gọi là chất nhờn. Khi mà chúng ta tiêm HA vào trong khớp thì nó sẽ có một cái ưu điểm, đó là tác dụng phụ của nó sẽ ít. Tuy nhiên đây là cái nhóm thuốc mà nó sẽ có tác dụng chậm và kéo dài hơn so với corticoid. Và chúng ta cần phải hiểu là ngay cả khi chúng ta tiêm chất nhờn như vậy thì nó cũng không hồi phục được các tổn thương trong khớp. Đây cũng chỉ là một loại thuốc giúp chúng ta là giảm được triệu chứng mà thôi. Khi mà chúng ta tiêm acid hyaluronic thì hiệu quả của nó rất là rõ ràng trong 1-2 lần đầu tiên. Tuy nhiên những lần sau thì cái hiệu quả của nó sẽ giảm dần. Một biện pháp nữa mới được sử dụng khá phổ biến gần đây đó chính là tiêm huyết tương vào tiểu cầu. Trong huyết tương vào tiểu cầu thì nó sẽ chứa nhiều chất kích thích tăng trưởng, từ đó nó sẽ kích thích các tế bào xùn hoạt động hiệu quả hơn. Một biện pháp cuối cùng để điều trị bệnh lý thoái hóa khớp đó chính là chúng ta thay khớp. Khi mà chúng ta áp dụng các biện pháp điều trị thoái hóa khớp bằng phương pháp nội khoa nhưng không đáp ứng, hoặc là trong trường hợp mà khớp tổn thương hư hỏng nhiều, thì lúc này bác sĩ có thể đưa ra lựa chọn là phẫu thuật thay khớp. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh của bác sĩ Trí để không bỏ lỡ các video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.